Vô đó mùi cắn ra đây con. Vô trong đó tao thui mùi nó cắn đi ra đây. Nè chuẩn bị cây dừng đi ra bưng ra dục á. Cầm điện thoại ra quay đây. Lên giường nó nằm. Trong đó tao thui mà chui vô trong mũi nó thiêu mà. Từ 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 mở ra. Để cho mở. Cô mở. Từ từ xin nghe rồi tôi mở. Bỏ xuống đi đã. Mở đi. Đi lên giường đây ngồi dây mở cho. Đi lên giường nhìn dây đưa ra. Không tới nổ nào không? Không tới nổ nào không? Qua còn có mấy người gọi tên người ta làm biến ra. Thà đi luôn ở nhà là làm biến.
tối là tao cũng phải qua đó. Cái con khỉ đứa tối này nó không bên đó. Đợi một xíu thôi chứ đợi nhiều quá tao ngầu thở. Đụng nó rung rung. Bêu anh của cái chị hồi nãy lấy mùng kém ấy. Trúc bêu đầu làng ở chỗ nhà bà Liên nữa. Nó vô bà Bảy nó ngủ mấy đêm muộn bảng triệu nó đi luôn. Bảy mới bà đưa tiền cho mượn là biết không? Bị thằng đó sao mấy hôm qua thằng cu á, nó hỏi mượn 500 bà đâu đưa nữa đâu. Thằng đó nó nghiện mà. Kêu là vô nó ngủ mua đồ về cho nó nhậu. Sáng giờ là cũng mua đồ ăn sáng, mua bún phở cho nó ăn. Rồi nó mà nó ở lại cả ngày á, nó không đi về, làm lấy là cũng mua đồ nấu cơm cho nó ăn. Hôm nay qua ngồi kể nào quay qua quay lại triệu luôn.